Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên lại tiếp tục khiến dư luận thế giới dậy sóng khi xác nhận đã bắn thử thành công một loại tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất mới được gọi là Hwangsong 12 vào hôm qua 14 tháng 5. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo và giám sát vụ phóng thử tên lửa mới nói trên. KCNA cũng cho biết, vụ thử nhằm xác thực các đặc tính chiến thuật và kỹ thuật của tên lửa đạn đạo mới được phát triển có khả năng mang theo một đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Tên lửa đã đạt độ cao là 2.111 km và bay được 787 km. Theo KCNA, tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Hwangsong bay được 787 km trước khi rơi xuống vùng bờ biển gần Nga và đạt độ cao 2.111,5 km. KCNA cho biết vụ thử nhằm mục đích tăng cường số lượng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên. KCNA cũng khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cảnh báo Mỹ không nên phán đoán sai thực tế rằng lục địa và khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương của Mỹ đều nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên và rằng Pyongyang sở hữu những phương tiện mạnh mẽ để tấn công trả đũa. Trong khi đó, theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn tên lửa nói trên từ một bãi phóng ở Tây Bắc Pyongyang. Theo Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, loại tên lửa được bắn thử của Triều Tiên không tương đồng với một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Động thái thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức nhậm chức. Theo các nhà ngoại giao, dự kiến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp trong ngày 16 tháng 5 để thảo luận về vụ việc này, theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên đã làm gia tăng quan ngại rằng Pyongyang có thể đang tiến gần hơn đến việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng bắn đến đất liền Mỹ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã áp đặt những lệnh trừng phạt đầu tiên đối với Pyongyang vào năm 2006 và đã nhiều lần củng cố các biện pháp chế tài để phản ứng trước các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa của nước này. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đến nay thì vẫn không phát huy được tác dụng. Động thái phóng tên lửa lần này của Triều Tiên ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của dư luận trong khu vực và trên thế giới. Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, vụ phóng vật thể nghi là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được thực hiện từ thành phố Kusong, phía tây bắc thủ đô Pyongyang, nơi Triều Tiên trước đó từng phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mà Pyongyang được cho là đang phát triển. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu khi chủ trì một cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc NSC được triệu tập ngay sau khi diễn ra vụ phóng tên lửa, tân Tổng thống Hàn Quốc lấy làm tiếc vì hành động khiêu khích của Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ cương quyết đáp trả hành động này. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc sẽ vẫn mở khả năng đối thoại với Triều Tiên, song điều này chỉ diễn ra khi Triều Tiên thể hiện một sự thay đổi trong thái độ. Chúng tôi cảnh cáo Triều Tiên không nên thử thách chính phủ Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, những nước đang nỗ lực giải quyết vấn đề này một cách hòa bình, nhằm hướng đến việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ không chấp nhận bất kỳ hành động gây hấn nào từ Triều Tiên. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng tuyên bố vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với Nhật Bản và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một lần nữa, Triều Tiên lại phóng thử tên lửa, bất chấp cảnh báo từ cộng đồng quốc tế. Đây là hành động không thể chấp nhận được. Chúng tôi kịch liệt phản đối hành động của Triều Tiên. Việc Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa là mối đe dọa đối với Nhật Bản và là sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhật Bản cùng ngày đã tổ chức một cuộc họp liên bộ nhằm tìm giải pháp xử lý vụ việc này. Thủ tướng Abe đã chỉ đạo các quan chức nước này phối hợp với cộng đồng quốc tế, kêu gọi Triều Tiên kiềm chế. Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc để phân tích tình hình và giải quyết tình hình Triều Tiên. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc và Nga, cũng như cộng đồng quốc tế, chứ không chỉ với Mỹ và Hàn Quốc, nhằm buộc Triều Tiên phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Về phía Mỹ, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ PACOM cũng xác nhận Triều Tiên đã tiến hành thêm một vụ phóng thử tên lửa. Trong một tuyên bố, Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết hiện cơ quan này vẫn đang đánh giá xem tên lửa này thuộc loại nào, song đường bay của tên lửa cho thấy đây có thể không phải là một tên lửa đạn đạo liên lục địa. Phía Mỹ cam kết hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm duy trì an ninh. Bộ Tài chính Mỹ thì cho biết đang cân nhắc tất cả các giải pháp nhằm chặn đứng việc Triều Tiên tiếp cận với hệ thống tài chính quốc tế, xem đây như giải pháp để kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trước tuyên bố có phần cứng rắn của các bên liên quan, Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trong khu vực. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm,
các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực. Đây là vụ phóng tên lửa lần đầu tiên trong hai tuần qua của Triều Tiên, diễn ra trong bối cảnh tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vừa nhậm chức. Theo đánh giá của giới phân tích thì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một động thái để thử chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người được cho là sẽ khôi phục lại chính sách ánh dương của cựu Tổng thống Kim Dae-jung, trong đó ưu tiên việc tái khởi động đối thoại và viện trợ kinh tế, thay vì gây sức ép và áp đặt cấm vận để thuyết phục Triều Tiên thay đổi. Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ định các đặc phái viên Hong Seok-hyun, cựu chủ tịch, đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Truyền thông Chung-ang, làm đặc phái viên tới Mỹ, cựu Thủ tướng Lee Hae-chan làm đặc phái viên tới Trung Quốc, nghị sĩ Moon Hee-sang và nghị sĩ Song Jong-gil làm đặc phái viên tới Nhật Bản và Nga để truyền tải các thông điệp cá nhân của ông tới các đối tác của Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Nga. Đây là động thái được giới phân tích nhận định có thể ông Moon Jae-in muốn tái khởi động vòng đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, vốn bị đổ vỡ từ năm 2008 sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Do đó, vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một động thái để thử chính sách của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người được cho là sẽ khôi phục lại chính sách ánh dương của cựu Tổng thống Kim Dae-jung, tái khởi động đối thoại và viện trợ kinh tế thay vì gây sức ép và áp đặt lệnh cấm vận để thuyết phục Triều Tiên thay đổi. Hơn nữa, việc tàu sân bay Mỹ Khan Vinson đang tiến hành tập trận với Hải quân Hàn Quốc tại vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên cũng là động thái thôi thúc Triều Tiên thử tên lửa mới. Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên thử tên lửa vào đúng dịp này là để khẳng định ý chí không bị khuất phục bởi áp lực và không bị loại khỏi cuộc chơi. Động thái phóng tên lửa của Triều Tiên không chỉ khiến cho Mỹ, Nhật và Hàn Quốc sôi sục, mà nó còn là mũi tên hướng tới những mục tiêu khác. Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thử tên lửa mới đúng vào dịp Trung Quốc đón tiếp nhiều lãnh đạo cấp cao thế giới tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường là nhằm mục đích cảnh báo các nước chớ làm gì gây phương hại tới lợi ích của Triều Tiên. Những diễn biến gần đây cho thấy căng thẳng Đông Bắc Á sẽ tiếp tục là vấn đề nóng trong thời gian tới. Giờ Đông Bắc Á, điểm đến tiếp theo của Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay sẽ là sự kiện đáng chú ý tại nước Pháp. Ngày 14 tháng 5, ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, đã bắt đầu lễ tuyên thệ nhậm chức tại Điện Élysée ở thủ đô Paris, chính thức trở thành tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử quốc gia châu Âu này. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng tại Pháp, mà còn có ý nghĩa lớn với Liên minh châu Âu-EU trong bối cảnh khu vực đang trong cuộc chiến với chủ nghĩa dân túy và phong trào cực hữu chống EU. Lễ nhậm chức đã thể hiện hình ảnh một nhà lãnh đạo Pháp không chỉ trẻ trung mà còn giản dị, năng động và đầy nhiệt huyết. Tới tham dự lễ nhậm chức của ông Macron có đệ nhất phu nhân Brigitte Jornu cùng các con riêng của bà và người thân trong gia đình hai bên. Emmanuel Macron, 39 tuổi, tiếp nhận quyền lực từ Tổng thống Pháp François Hollande trong lễ nhậm chức tại Điện Élysée. Ông Macron và ông Hollande có cuộc gặp kín tại văn phòng Tổng thống. Tại đây, ông Hollande chuyển giao mã kích hoạt vũ khí hạt nhân cho người kế nhiệm. Ông chính thức trở thành Tổng thống Pháp khi Laurent Fabius, Chủ tịch Hội đồng Hiến pháp, cựu Thủ tướng Pháp, công bố kết quả bầu cử. Ông Macron sau đó tiễn người tiền nhiệm ra xe và vẫy tay chào khi cựu Tổng thống Pháp rời Điện Élysée. Ngay sau đó, vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp bắt đầu những giờ đầu tiên trên cương vị mới với tác phong của một tổng tư lệnh quân đội. Những việc làm đầu tiên của tân Tổng thống Emmanuel Macron sau khi nhậm chức đó là duyệt đội danh dự trong khu vườn phủ Tổng thống. Cùng lúc đó, 21 phát đại bác nổ vang, đi dọc đại lộ Champs-Élysées trên một chiếc xe quân đội để đến quảng trường ngôi sao đặt hoa trên mộ chiến sĩ vô danh dưới chân Khải Hoàn Môn. Khi xua trở lại về phía quảng trường Concorde, vị Tổng thống mới của Pháp dừng lại ở giữa đại lộ, tưởng niệm trong giây lát Xavier Jugele, viên cảnh sát bị khủng bố sát hại trên đại lộ Champs-Élysées chỉ 3 ngày trước vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, ở đúng nơi anh này ngã xuống. Tiếp đến là chuyến đi công vụ đầu tiên, đích đến là Bệnh viện quân đội Percy de Clamart ở ngoại ô Tenam, Paris. Tại đó, Tổng thống Macron hỏi thăm sức khỏe của 3 binh sĩ Pháp bị thương khi đang tham gia các chiến dịch tại Mali và Afghanistan. Hẳn nhiên không phải vì Emmanuel Macron không chỉ là vị tổng thống được bầu trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp mà còn là tổng thống duy nhất chưa hề tham gia nghĩa vụ quân sự. Thông điệp ở đây, như trong thông cáo chính thức phát đi từ Điện Élysée, là ông Macron mong muốn tri ân những binh sĩ đã chiến đấu để bảo vệ nước Pháp và bảo vệ tự do trên thế giới. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử cũng như phát biểu thắng cử vòng 1 và vòng 2, ông Macron luôn khẳng định mục tiêu trở thành một người bảo vệ những giá trị của nước Pháp.
ông Macron với đường lối ôn hòa đã đánh bại ứng viên cực hữu Marine Le Pen trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp ngày 7 tháng 5 với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là 61,1% và 33,9% theo số liệu chính thức từ Bộ Nội vụ Pháp. Sau lễ nhậm chức, tân Tổng thống Pháp Macron sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức như là tỷ lệ thất nghiệp cao, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và đoàn kết quốc gia đang bị chia rẽ sâu sắc. Trong phát biểu nhậm chức, ông Macron khẳng định thấu hiểu con đường chông gai sắp tới, nhưng bày tỏ sự lạc quan vào tương lai đầy hy vọng của nước Pháp, cũng như tương lai của Liên minh châu Âu. Trong bài diễn văn tại lễ nhậm chức, được tổ chức vào ngày 14 tháng 5 tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ xây dựng một nước Pháp hùng mạnh, trở thành một trong những cường quốc lớn nhất thế kỷ 21, thực hiện đầy đủ vai trò và trách nhiệm đối với châu Âu, cũng như tham gia giải quyết nhiều vấn đề trên thế giới. Phát biểu trước hàng trăm chính trị gia và quan khách tại Điện Elysee, tân Tổng thống Pháp gửi lời cảm ơn người dân trong cuộc bầu cử vừa qua, đồng thời cho biết ông vinh dự được gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn lao này. Sức mạnh của nước Pháp không hề suy giảm và Pháp đang trên ngưỡng cửa của sự hồi sinh mạnh mẽ bởi vì có trong tay những nguồn lực cần thiết để trở thành một cường quốc của thế kỷ 21. Để đạt được điều này, tôi cam kết sẽ không quay lưng vào những lời hứa đã đưa ra trước nhân dân Pháp. Mọi công việc nhằm đóng góp vào việc tăng cường sức mạnh và sự thịnh vượng của nước Pháp sẽ được thực hiện. Ông Emmanuel Macron khẳng định sẽ cởi trói cho nền kinh tế Pháp, cải tổ thị trường lao động, tạo ra các điều kiện kinh doanh thuận lợi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và khuyến khích người dân đưa ra sáng kiến, thúc đẩy văn hóa, giáo dục, sáng tạo và đổi mới. Tân Tổng thống Pháp nêu rõ cần phải vượt qua sự chia rẽ và rạn nứt trong xã hội Pháp, cam kết sẽ nỗ lực để xây dựng một Liên minh châu Âu-EU hiệu quả hơn, dân chủ hơn, mang nhiều tính chính trị hơn vì EU chính là phương tiện giúp cho nước Pháp trở nên hùng mạnh. Nhiệm vụ của nước Pháp trên thế giới là điều vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ thực hiện trách nhiệm đưa ra phản ứng thích hợp với cuộc khủng hoảng lớn hiện nay khi cần thiết. Đó là khủng hoảng nhập cư, những thách thức phát sinh từ biến đổi khí hậu, những cám dỗ độc đoán, sự bành trướng chủ nghĩa tư bản và tất nhiên cả chủ nghĩa khủng bố. Cùng ngày, tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm ông Alexis Kohler làm Tổng thư ký Điện Elysee, vị trí được ví như cánh tay phải của Tổng thống. Trong khi nhà ngoại giao kỳ cựu, cựu đại sứ Pháp tại Đức Philippe Antien được giao vị trí cố vấn ngoại giao của Tổng thống. Nước Pháp chỉ mạnh nếu nó thịnh vượng. Pháp chỉ là mẫu hình cho thế giới nếu nó thực sự là tấm gương. Trên đây là tuyên bố khẳng định quyết tâm của tân Tổng thống Macron trong việc khôi phục lại vị thế toàn cầu của nước Pháp. Ông Macron dự kiến bổ nhiệm Thủ tướng Pháp và có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Đức chỉ một ngày sau lễ nhậm chức. Sự xông xáo của nhà lãnh đạo mới đã đem lại sinh khí mới cho Paris. Sau bữa tiệc rộn ràng mừng Macron thắng cử, ngày 14 tháng 5, Paris dường như chậm lại trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Vượt qua những bất lợi để giành chiến thắng trong chiến dịch bầu cử đầy tranh cãi, ông Macron nói rằng mình có thể đoàn kết một quốc gia chia rẽ. Lần đầu tiên tại Pháp, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới là thành viên sáng lập của Liên minh châu Âu. Vị Tổng thống mới, 39 tuổi, theo đường lối ôn hòa, mới chỉ 3 năm trước, còn không được công chúng biết tới rộng rãi và không thuộc bất kỳ nhóm chính trị truyền thống nào. Điều đó với nhiều người Pháp thực ra lại là ưu điểm. Tôi mong đợi buổi lễ nhậm chức sẽ cho thấy một cuộc chuyển giao yên bình giữa hai người tôn trọng nhau. Đó không phải là tình huống đã diễn ra tại cuộc chuyển giao quyền lực trước đó. Lần này sẽ diễn ra trong hòa bình và tôi nghĩ đó là hình ảnh tốt cho nước Pháp. Cựu cố vấn kinh tế dưới thời chính quyền Hollande sẽ trở thành người lãnh đạo trẻ nhất nước Pháp thời hậu chiến và là người đầu tiên sinh ra sau năm 1958 khi Tổng thống Charles de Gaulle khai sinh nền Cộng hòa thứ 5 của nước này. Ông Macron đang cố gắng chống lại ý tưởng rằng mình là sự kế tiếp nhiệm kỳ 5 năm của Hollande. Tôi nghĩ ông ấy gặp nhiều thách thức, nhưng ông ấy có thể vượt qua tất cả. Như ông Jacques Chirac, ông Macron biết rằng ông được bầu với cả những lá phiếu bất đắc dĩ, nhưng tôi nghĩ rằng khi bắt đầu nhiệm kỳ của Tổng thống, chúng ta cần phải cho ông một cơ hội. Hy vọng không chỉ ở trong nước Pháp. Từ Berlin, chờ đón chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng dành những lời trân trọng với ông Macron. Ông Macron, tân Tổng thống Pháp, đã chiến thắng với nhiệt huyết lớn lao sau những cuộc cạnh tranh khốc liệt với đối thủ Le Pen và chúng tôi sẽ làm mọi điều không chỉ để giúp nước Pháp mà còn định hình con đường châu Âu cùng nước Pháp. Thưa quý vị và các bạn, cuối ngày 15 tháng 5, ông Macron sẽ có chuyến công du chính thức đầu tiên trên cương vị Tổng thống Pháp, với đích đến truyền thống Berlin.
ông Macron sẽ hội đàm với nữ thủ tướng Đức Angela Merkel để chính thức kích hoạt bộ đôi lãnh đạo Liên minh châu Âu trong thời gian tới. Với bà đầm thép của nước Đức thì sự kiện này cũng là làn gió mát lành thổi vào chiến dịch bầu cử quan trọng đang diễn ra tại quốc gia đầu tàu châu Âu. Chuyện Đông chuyện Tây ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.